Established in the 1920s, Xuan Neo Embroidery Village in Hưng Đạo Commune is the birthplace of many outstanding hand embroidery artists. Xuan Neo Embroidery products not only serve the people in the village, but also travel across the country and even abroad. In this week's Culture and Lifestyle section, we are going to visit this craft village to see how the children of Xuan Neo can keep the tradition of the village and bring more products to the village to the new market after 100 years. With more than 50 years working with needle and thread, Pham Thi Hoa is one of the leading artisans of Xuan Neo Embroidery Village. She is preparing for a new hand embroidery painting. For each embroidery painting, the very first step is to sketch the drawing. This is when they shape the layout of the painting and draw the details. Then place the parchment sheet on top of it and use a chisel to pen on the stencils. Each movement of the needle is straight. Closely follow the details and lines of the painting. Then it is rubbed with oil, which helps the previous strokes to stick to the canvas. The sketch is now shaped. Now it's time for the embroidery. Lên một bức tranh đẹp thì đều dựa vào cái cơ bản, xong sáng tạo thêm là không được học cơ bản. Thì các vị cứ nhìn cái tay kim biết ngay. Thời các cụ dạy cầm cái kim thôi, nó đã khác hẳn với các nơi khác rồi. Cầm cái kim làm sao cái tay mình hai ngón tay cái và ngón tay trỏ phải cầm vào giữa cái kim, mà hai ngón này phải thật bằng nhau. Thế ngón thứ ba thì con nên đặt cái đeo đê, mà đặt cái đê vào đít kim. Và ngón thứ tư chống xuống mặt vải song song với hai ngón tay cầm kim và ngón tay út cong lên. Đấy là cái cơ bản của cầm một cái kim. Đã cầm cơ bản là cầm kim rất là thẳng, chứ không được cầm chéo như này. Learning to use a needle when she was 8 years old, the embroiderers gradually practiced and improved their skills from basic exercises. Hand embroidery requires an artisan, besides mastering the embroidery technique, to have an artistic mind and the ability to harmoniously combine the patterns in 3D space. Một bức tranh tôi biết được cái góc độ nào là ánh sáng chiếu vào. Thế cái phần nào là phần mình phải làm sáng để cho nó nổi lên, mà phần nào mình phải làm tối để cho người ta nhìn vào bức tranh. Rõ ràng mình làm trên một nền vải phẳng, nhưng người ta nhìn vào người ta vẫn thấy lồi, tức là do cách mình pha màu. Phần nào là ánh sáng chiếu vào thì mình phải pha nhạt đi. Còn cái phần nào là những cánh hoa đứng đằng sau thì mình pha đậm vào, thì tự nhiên bông hoa nó sẽ nhìn, người ta sẽ nhìn được ba chiều của nó. Artisan Hua's family has passed down the profession to the fifth generation as her granddaughter has started learning to hold needles. However, the fear of losing the traditional job of the village still exists in her mind due to the pressure of competing on the market, as well as manpower with the industrial park. In order to retain the craftsmen and attract more customers, it is important to innovate and diversify products. From bags of glasses, purses, shirts to jeans, all can be embellished by hand embroidered motifs. Mà cái nghề này là nghề rất quý, chứ không phải là chỉ nhìn qua mà làm được. Để làm giỏi cũng có hàng chục năm mới làm được tốt. Cái khó khăn giữ được cái nghề nhất mà tôi cũng rất là lo. Chúng tôi phải liên tục luôn luôn tìm hiểu về thị trường, mà luôn luôn sáng tạo ra tất cả những cái mẫu mã để làm sao phục vụ cuộc sống được nhiều thì công việc mình sẽ nhiều. Ví dụ tôi cũng nghĩ rằng cái tranh có thể là một gia đình người ta mua một cái tranh, người ta treo hàng bao nhiêu chục năm, hết đời này sang đời khác người ta không phải vứt đi, thì chả một lý nào người ta phải mua cái tranh khác. Thế nhưng cái quần cái áo thì có thể là nay người ta mặc cái này, mai người ta mặc cái khác, thì sẽ nhiều người dùng hơn.
The meticulous, intricate hand-embroidered lines not only show the talent of the artisans, but also depict the Vietnamese cultural identity. Despite many ups and downs, once they hold the love for the needle, the embroiderers will continue to persevering the craft, working with embroidery frame. It is not only a job to help them earn a living, but also their pride concerning the artistic values and the traditional profession of their homeland.